nay chú Út sẽ làm món vịt nấu chao đãi cho cô Tin với cả nhà theo sự yêu cầu của cô Tin. Bữa nay Út làm vịt nấu chao đãi con ha cô Tin. Con chịu không? Rồi thịt vịt đâu rồi đâu biết. Bấm máy nãy giờ đợi thịt vịt. Anh phải nói nè, phụ biết. Thịt vịt đâu, đưa cho Út nấu. Bữa nay là Út nấu phải không? Út nấu đi. Út nấu đi. Ông Út nấu rồi mọi người khỏe ghê. Khỏe ghê. Mẹ bữa nay thế chỗ Út là mẹ là sẽ lặt rau. Nói thôi ông Út đi học hơi giờ. Không muốn nấu luôn. Chào. Hôm nay có bà con bình luận nói sao mà nhà mình gì mời, tức là mời ăn sáng không à, không thấy ăn mời ăn chiều. Bữa nay gia đình mình cũng chuẩn bị ra làm bữa ăn chiều. Bây giờ gia đình mình xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm qua thì gia đình nhỏ mình có về bên nội cô Tin. Cái nội cô Tin có tặng cho hai hũ chao. Chao này thì có ông anh bán ở bên chợ Dầm Chắc Băng á, chao như chao mô, chao dừa hả bạn? Chao môn lá dứa. Chao môn lá dứa. Chao môn dừa nó lộn. Chao môn dừa. Thấy cũng ngon lắm. Nãy băng có mở ra thử nó béo hay mà nó thơm thơm. Bữa nay băng mua con vịt để nấu chao. Con vịt này mình mần ra rồi, chặt sạch sẽ chút xíu mình ướp mình nấu chao. Thì mẹ với chú Út gọt hơi môn nè. Rau ăn kèm thì mình có cải xanh với lại chao muống. Món này thì mình ăn với lại bún. Cô Tin thì rất là thích ăn món vịt nấu chao. Thấy thấy mấy hũ chao mà bà nội mua cho cái gũ hồi sáng tới giờ luôn đó. Hôm trước có dẫn cô Tin đi ăn lần ở ngoài quán vịt nấu chao, nói để về kêu mẹ nấu coi thử coi ngon hơn ở ngoài tiệm không. Bữa nay là mẹ hơi mệt trong mình với cô Tin hơi chấm điểm là hơi nhức mỏi với nó rồi đó. Con hai con có chấm điểm không? Hồi nãy mẹ nói á, hồi lúc mà mẹ chuẩn bị nấu rau á, mẹ nói á, hơi nướng chấm điểm cho nhiều vô. nhiều điểm á. Quá trời tính hối lộ của Tin rồi, kiểu này của Tin cười cha. Em nói chiều nay là cha đi mua con vịt kìa Tin, chiều nay mẹ nấu. Cho 10 điểm trước đi. Nấu vịt nấu chao cho con ăn nè, chiều nay con nhớ cho điểm mẹ nhiều nha. Rồi, trời phi vụ này không thành công. Chết luôn rồi Tin. Thấy cô Tin cũng thèm cái hồi trưa cái quăng chạy đi lấy hàng xong cái cũng ghé vô chợ mua vịt với lại mớ rau. Do là buổi chiều á rau cũng không có phong phú lắm, lựa được cải xanh với lại rau muống tàu thôi. Hồi nãy dự định mua thêm rau cần nữa nhưng mà rau cần không có gì con. Nè, con đi chơi với anh ơi. Kể qua đây nè. Chào cô Bon. Chào đi. Rồi cô Bon nói nghe nè, Dương Ba nói nghe nè. Con dạo này con còn quậy không? Trời nói quay qua đây là nó nhìn. Nó nè. Cô Chin. Hả? Sao? Trời ơi, làm xấu hả? Con còn lì không? Nó cứ lòn ra ở đằng sau á, nó nhìn cái mặt. Dạ. Cái này là mẹ con nè. Ha, cái này là Hai Chin. Hai chia con là xe la. Chơi tiếng Pháp với con luôn. Bò là xin ông út. Oximin đó, bà ngoại bên kia đúng rồi, ngoại đó. Rồi nhường cho Dương Ba chút xíu ha. Lợi nựng mặt. Biết rồi con. Kìa con lại chơi Hai Chim đi ha, cho Dương Ba quay phim chút xíu. Nè, bắt đầu. Cái xả nãy mình mới đi bứt một ít thì mình hơi nữa mình xào cho nó thơm, còn một ít thì mình làm nước chấm. Giờ băng sẽ làm cái nước ướp chao. Con vịt này bự, cơ bộ hũ chao này kham cũng muốn hết luôn á, chứ không phải giỡn rồi nha. Giờ chú bắt em pha hết một hũ này hen. Ướp nhiều, ướp còn lại làm nước chấm. Còn thiếu nước chấm thì mình xài cái hũ tiếp theo. Băng rút kinh nghiệm, lần nào cũng hơi bị thiếu nước chấm đó mà. Nhà mình ăn chấm đậm. Rồi, cho con cái rồi hả? Băng xài phần cái thôi mà, không có xài phần nước. Chừng nào mà mình cho cái nước vô cuối cùng mà nêm mà nó cảm thấy nó thiếu độ mặn á, em mới cho nước vô. Ở trong cái tô này thì nãy em có cho chút xíu bột ngọt với lại đường đó anh Quân. Cho chút xíu bột ngọt với đường.
rồi em quậy lên. Có chén cơm nóng mà. Dạ, trời ơi, rau này vài cọng rau luộc Út. Chấm vô. Rồi, cái chao này em tán cũng hơi bão bã rồi nè. Giờ em cho vô trong này. Canh canh hơi bỏ xả vô thành nước chấm hả? Cái phần còn lại thì chút xíu nữa cái mình thử lại. Cái mình sẽ cho xả bầm vô để làm nước chấm. Với lại mình chấm thì mình cho miếng nước ấm. Nước ấm á anh Quang. Nó lỏng ra cái mình chấm nhập ra nó thấm hơn. Em cho hũ sa tế nha. Sa tế này sa tế bạn mua loại ít cay cho Putin nó ăn. Hồi xưa mấy con vịt cò mà bằng cỡ 3 con chưa được thao thịt bị lớn này nữa chị Ly. Có mấy con kia khoảng con bằng cái chừng ký à luôn. Nói gì con này gần 4 kg bằng 3 4 con vịt người ta. Xả cái phần gốc thì chị Ly cắt ra đập dập rồi, chút mình phi, còn phần này là mình làm nước chấm. Mịn chấm nó ngon. Giờ em trộn cho nó đều rồi để đây cho thấm chứ chút xíu nữa mình xào mình nấu. Bây giờ là nó săn nó thấm gia vị lắm rồi. Cái chao này nó thơm quá trời luôn nha nhìn. Sao mà cái mùi nó thon thoảng nó thơm á. Thơm mùi đá dứa á. Mùi vừa dừa nước dừa á. Cái mùi giống như vậy đó luôn. Thịt nó săn rồi nè, nó thấm chao rồi nè. Giờ sẽ cho nước dừa vô. Dừa gáo bự ghê á bà. Chiên gì là được hả chị? Được rồi. Lúc mà vô cái đũa mình thấy nó hơi có cảm giác nó xào xào sao, giống như là nó khô cái bề mặt ngoài đó. Mình căn theo đó. Vịt thì nó cũng mềm rồi. Nãy băng sắt thì mấy cái ức rồi đó, mấy cái phần thịt dày dày sắt nó cũng mỏng ra. Mấy phần ức rồi mình sắt cho nó mỏng mỏng ra vậy nè. Để được nhiều miếng với lại nó mau mềm nữa. Hồi nãy bún thì con mua 2kg. Chắc đủ ăn quá Út, 2kg nhà mình ăn chắc đủ rồi. Có thiếu thì ăn mì, nhà mình cũng thích lắm á. Ăn bún là hợp nhất mà ăn mì cũng ngon lắm nha. Ăn mì thì có anh Đào. Món gì anh cũng ăn mì rồi hết. Ăn bún mắm cũng ăn mì mắm. Thường thường trao đâu có ăn mì đâu. Ăn luôn Út. Ăn luôn hả? Dạ. Cái nồi lửa bên kia thì mình cũng đang canh canh. Bây giờ thì Băng sẽ làm cái nước chấm. Hồi nãy cái chao mình ướp vô con vịt còn lại một phần nè. Cái em cho nước ấm vô cho nó lỏng lỏng. Rồi cái mình điều chỉnh lại đặng mình chấm đó. Mình cũng lỏng lỏng rồi, cái đặc quá cái mình chấm nó hơi mặn. Nãy có tỏi ớt rồi, có gia vị rồi, giờ mình sẽ cho xả vô. Cái món vịt này á là mình sẽ ăn với nước chấm chao. Và cả nhà thử bỏ miếng xả vô như nè, xả sống vô như nè cả nhà. Ăn ngon lắm. Dưới quê mình cũng hay làm vậy nè. Cái nước chấm chao không thì lúc nào cũng phải có để cho cái món vịt nó chao rồi, nhưng mà mình cho ít xả tươi vô nè. Ăn nó thơm lắm. Anh Khải với Út có gì dọn cái đó ra giùm em luôn ha, bữa nay mình ăn ở ngoài. Ngoài đó hả? Bún được bắt sẵn, Út ơi dọn ra Út ơi.
cha đồ ra hết rồi. Giờ cái nồi vịt thì Băng mới thử cũng gần mềm. Út có chiếc cụ giùm con rồi ha. Có nhậu nữa hả? À, anh tính ăn không gì hả anh Khải? Đau bụng quá. Đau bụng lắm. Út mà đi khoảng cả 50 mét nữa là không còn con gáo rồi chứ không lấy nhanh gió đỏ vậy chờ. Bữa nay Út sức khỏe đảm bảo đầy đủ không? Quá trời sức khỏe luôn. Trời ơi, hổng hứa rồi sao? Hết rồi, uống thuốc hết rồi. Đảm bảo người ta mới hỏi là sức khỏe đầy đủ không nè. Đầy đủ rồi à, chứ để mà bữa nay tao mệt quá. Rồi say cái nói tại tao bệnh á. Không có lý do nghe. Anh Khải vừa đi rồi còn vừa ngửi cái nồi đó nữa. Đúng rồi, cái mùi này, nãy tôi nghe cái mùi này nè, tôi mới về nè. Đúng mùi chưa? Quả thơm à. Cái mùi này nãy tôi nghe tôi mới về đó chứ. Anh để đây, anh để đây cho em đi. Im ha. Im. Thời môn thì chút xíu mình nấu trên cái lẩu cái cho nó bả bả ra. Bả thêm. À, nó bả thêm. Còn miếng da thì rau rau vớt cái cục này lên nghe Băng. Rồi. Bắt miệng lại chứ không chạy. Giờ mình sẽ cho củ hành lên luôn đi. Củ hành vô. Cho củ hành tây vô. À. Công nhận thơm quá anh Quân ơi. Cái chao này thơm quá trời. Thơm thiệt đó chứ. Thơm thiệt. Thơm tới ăn biển bệnh à. Đâu mà mấy cái ức của em sắc nhiều lắm mà đâu mất tiêu hết trơn à. Nè, quá trời ức luôn. Thấy cái đùi là thấy hấp dẫn rồi. Giờ bắt đầu mình cho rau vô là vừa đó chứ. Phân rượu anh Khải ơi. Đấy, phân rượu. Trời, anh nhanh lắm. Giờ mình cho rau gác vô đây ha. Dạ. Rau gác đó chị ạ. Rau gác đó chị. Gác. Nhà mình ăn gác ha. Ông có đâu con. Rồi giờ mình mời cả nhà ăn buổi chiều. Hôm nay mời cả nhà ăn sáng quá trời luôn. Bữa nay gia đình mình mời cả nhà buổi chiều thưởng thức món vịt nấu chao nha. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà ăn vịt nấu chao buổi chiều. Lâu lắm rồi. Mời cũng ăn cả nhà ăn buổi chiều nha. Rồi vô anh Khải. Vô cái đây ơi. Vô cha. Vô comment mà comment dạ. Lâu lắm rồi vô. Chú cháu cha con mới lắm. Làm lại sương sương lắm. Lắm. Lúc à, quá đã. Giờ mọi người gấp một ít đi để mình nhúng rau mới được đặc quá. Gấp bún vô đi rồi chan đi. Mình chan mình ăn bớt thịt tiền cái mình nhúng rau thêm. Thấy chào đã quá trời. Bữa nay có xả nữa. Ngủ ngủ. Ừ. Không biết. Quay. Út, cho ăn bún chút. Ăn cái thịt cái đã. Dạ. Ăn lại lấy vốn cái đã rồi thì ăn bún sao. Hơi dội nắng chút xíu mà. Thôi gia đình mình quyết định ngồi ngoài này luôn. Ăn cho nó mát. Chúng cái mỡ, lớp mỡ ở trên nó người ta kêu bằng nước béo á. Quá béo. Sao Út êm Út? Êm quá êm à. Anh tin hấp dữ anh ta. Cô tin thấy sao con? Con một chén đầu tiên. Ủa chứ trời ơi. Con Út, ông Út mới bới là con xuống chén rồi. Dữ dữ con. Dữ dữ mạnh. Cô tin đó, mẹ chuẩn bị cho con chén thứ hai rồi đó. Thì con thấy làm sao rồi cô tin? Ngon. Cái này là chắc 10 điểm chắc rồi. Nghe là công tâm không hay là tại mẹ hối lộ mẹ dặn trước? Dặn trước á. Không rồi, nếu như mẹ không dặn trước là cái này mấy điểm? Không điểm luôn. Sao vậy? Không biết. Tại con nó chơi. Không điểm mà chưa chơi hai chén ông ơi. Ông không công tâm rồi đó. Cái nước vừa ăn không? Quá vừa ăn ngon. Chứ cái chao thì con thấy nó thơm dữ lắm. Nó béo béo không? Không mất quà, vậy uống hai lần.
Đâu có gót đầy đầy uống quất cái luôn à, cho nó thấm thiết. Cho nó mau. Em có này bằng mặt quá hay là không có quà. Không những cái chao này đậm đà. Không thơm, béo đà. Tin con thịt đi con, mẹ xé sập thịt sẵn rồi kìa. Bỏ vô hết luôn. Tin nó chưa chấm được nước chao à. Chấm được nước chao nữa là nó giữ. Chấm chút, nó chấm được hết rồi. Cái có rồi đâu. Cái chén như cả nhà thấy nè, cái chén chao á mình chấm cho nó dính xả gì nè. Vậy ăn nó mới yên. Ăn vị nhậu mới lâu say. Biết là thấy. Khó say lắm. Sáng miếng quý ăn. Cô Tiên chấm cho mẹ không có điểm nào, chứ nãy giờ mẹ múc ba chén là mẹ để thủ cho cô Tiên sẵn nè cho nó ngồi nên con. Mà chao bữa nay sao thấy có xả này nọ, đó giờ tôi cũng chưa thấy. Ăn chao đi quán ăn chao này nọ thì cũng bình thường ha. Bà cái nhà nha, thơm xả lắm. Có xả vô ngon à. Lần đầu tiên nhà mình làm vậy không ta? Mấy đợt trước không có phải trước à? Có. Nấu vịt nấu chao là có hết à. Ừ. Ở quán như không có làm đâu. Cô Tiên quá trời ăn rồi. Nhờ không điểm mà ăn vậy đó. 10 điểm chứ chừng ăn là nguyên cái nồi người ta luôn quá. Không điểm mà ăn nữa không anh? Đó nè, mẹ để sẵn cho con đó. Để sẵn đó. Ôi ơi. Vậy thôi chứ còn gì nữa. Ê bưng vô bưng lên cho con. Nè. Nóng hả? Đó. Nóng cái đít. Con cảm khung á. Ừ. Ba chén rồi phải không? Đi con. Quá lợi hại à. Món này là cô Tiên yêu cầu mà. Giờ chấm chao ăn cũng đã nữa. Ta nói là món này ông muốn làm mà con không biết làm muốn chứ bảo dạ. Làm ba cái gì đọc giặt không à. Nếu ông Út làm còn ngon nữa ha. Gật đầu, gật đầu. Chao mình chấm cho ngập ngập vô. Tại em làm cũng quét được ăn luôn, quét. Dạ. Thấm đậm luôn. Ra không vậy. Con chấm thử đi. Ừ. Thì có ông Út nó thiệt. Chấm đi con. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon hả? Ngon hả? Chấm thử rồi. Ừ. Con phải thử. Không biết ăn con hay sao. Bữa ăn bớt ăn miếng này đưa ăn miếng này nghỉ ăn luôn. Ông bạn dịch bự thiệt. Dạ. Ăn dịch 4 ký luôn. Nhiêu? Gần 4 ký. Dữ vậy hả? Dạ. Chắc siêu thịt. Phải. Rút. Bữa nay dựng hai cô Tiên sung dữ vậy trời. Ngon không hả? 50 hết. Ừ. 50 hết. Thầy làm thiếu chủ. Gia đình mình uống không có nhiều, cứ uống sao đã thôi. Dạ. Yeah. Không quá. Con có chừng 7 chén nữa là con hết. Dữ vậy. Bảy ra làm chục hả? Cô Tiên thấy cha hứa với cô Tiên làm dịch nấu chao là chính đúng đúng không? Đúng rồi. Cô Tiên còn thèm món nữa. Để ít bữa chừng nào cha nhắm cha làm được cho mới nói ra, để quên, để con đòi làm không kịp. Thì cha món này quên rồi. Con bánh. Bánh gì? Bánh cò. Đúng rồi. Đúng không? Mẹ ơi. Chuẩn bị thêm chén thứ tư đi. Đây. Có cô quý khách đây hả? Mà nhưng mà chưa gấp thịt kìa. Ừ. Để mẹ gấp thịt cho nha. Con ăn ba chén hơi no chút xíu à. Nhưng mà con ăn cỡ 6 chén là con dễ nghĩ rồi. Mẹ có úp sơ tế nó the the có cay không? Có cay không? Không cay. Cắn miếng ớt vô cái the cay đã. Ăn ứ rồi à. Nó đang đũa rồi, bà nó đạn không? Bà
cái nhà miếng thịt vịt chấm chao rồi. Vịt này con thịt cái thịt con vịt này nó dày anh Khải, cắm cắn nó ngập chân găng ăn nó mới đã. Này là gần cái ức nè. Tin tin con thấy con vịt này ăn ngon không? Nó mềm lắm. Thịt vịt ăn thơm không? Chắc chắn là của bạn Tô My à. Vậy đó. Mẹ tính chọc con á, mẹ tính chọc con là bùng gì đó. Mẹ của bạn Tô My bán đó. Nó đọc suy nghĩ của con Băng nói rồi nó chặn trước luôn. Mẹ của bạn Tô My bán vịt ngon quá hả? Ngon quá. Cha chiều hồi sáng trưa chiều á, cho qua cho nó xui xui cho tôi ký ức. Vịt. Tụi tiền chưa hiểu đâu. Cáp tối ngày chọc tụi tiên đó là có mẹ của cái bạn Tố My đó là bán thịt vịt thịt gà này mình hay mua nè, là mà bạn nữ đó em mới chọc nói chị xui cho tôi ký vịt ký ức. Mình làm xui với mấy người bán đồ ăn tới nữa mình làm vlog khỏi tốn tiền. Xin xin lâu lâu anh xui mua một con gà cũng vịt lấy tính tiền tiền bạc gì xui ơi à. Tiền bạc gì xui ơi qua chừng hai lần cái đóng cửa luôn. Quá im hả? Quá im kiếm mối đầu tươi nào nữa à, gán kiếm đứa nữa cái làm thêm mối đầu tươi nữa rồi không à. Rồi vô không vô vậy dạ. Bây giờ lỡ gót đầy rồi nhưng mà uống chầm cái tại vì cái món này mình uống cũng ngon quá. Đồ vô hết luôn đi. Hết nha. Hút. Hút. Go. Ngon không? Đã, y qua đã. Tới đâu rồi Hút? Tới dưới dạ dày à. Dạ, chưa tới Tết hả? Chưa tới. Không, công nhận nha. Nói là nói gì uống rượu đế á mà buổi chiều mà ngồi uống ăn mấy cái lẩu gì uống rượu dạ, nó gọi là nó ăn được, ăn được. Uống rượu ăn được với dạ. Lại làm nó không có no với nó thấy nó hữu tình hơn là uống bia nó không có tức bụng. Nói đầu ngay ăn lẩu những cái miền Tây mình thì hay ăn lẩu buổi chiều mà ngồi uống thêm mấy ly rượu đế nó thì gọi là ăn được ngủ được mà thức hơi mệt. Bữa nào ăn được uống nhiều quá thức hơi mệt không? Đừng cứ bơm là được. Dạ. Nói chứ thời gian gần đây công việc nhiều, cha mẹ rồi mấy chú cháu anh Khải nữa cũng ít có thời gian mà ngồi lại như hồi lúc trước. Lúc trước mà ông còn đi làm á, nói đi làm một tuần về nhà một lần nhưng mà thậm chí là mình còn ngồi với nhau mà nhiều hơn bây giờ. Bây giờ đôi lúc nửa tháng một tháng thậm chí hơn mình em với anh Khải với cha mới ngồi uống lay gai. Còn hồi đó hàng tuần như là một tuần mới gặp một lần mà hầu như tuần nào là về cái cha với mẹ làm con gà ăn con vịt hay là cái gì đó là mình với cha với anh Khải. Cái bắt đầu thời điểm đó là Út chưa có về đây là gọi video con cho Út. Tuần nào Út cũng thèm muốn chết. Thèm muốn chết. Anh em nào gì? Anh em bạn ghẻ thiệt. Quang thì đi làm vịt giá mình sẽ chung với cha mẹ vợ. Ví dụ như có con gà hay con vịt gì đó mà ăn nó thôi giờ có bốn nhà có bốn người thôi đợi cuối tuần là tối thứ bảy đường nào cũng phải có con chập. Ừ. Đường nào không có. Bữa đó nhà mất gà đổi thừa vợ chồng Quang về. Đừng nào không gửi thấy thèm. Tôi là chuyên gia tôi ngủ trước. Tôi dừng 3 4 chai 4 5 chai là tôi lùm. Còn cha với ông Quang cứ cưa có két vậy đó. Thì sau một thời gian là mình với ông già vợ ai cũng lên đô hết trơn. Mình thì sợ cha không đủ đô đâu, không lẽ lâu về cha làm mồi mình nghĩ thì nó kỳ. Cha thì nó không lẽ lâu lâu ghẻ nó về mà mình nghĩ giữa chừng thì nó buồn. Nữa cùng ai mệt. Tới sau này hai cha con tự xỉ nhau, cha cũng mệt quá mà con cũng mệt luôn cha ơi. Cái câu chuyện đó là đến bây giờ mới có hồi kết chứ không ấy là ngồi là cứ là cha thì thấy mình về thì sợ buồn. Thôi ngủ. Làm gà vịt bữa ăn thịnh soạn quá nghĩ bất tử là ông già vợ chứ không đẹp. Mẹ làm một phi rượu nó cái phi cũng cao vậy à. Là rượu lỡ tủ mà toàn anh em uống bia không uống bia giết mẹ bà vợ bà la luôn. Chờ anh em đi làm cực tốn tiền. Ừ. Bia không tại uống bia qua bữa sau mình sức nhỏ đi làm được. Uống rượu thì nó say hơi nặng hơi lâu á. Không mà nhiều khi sau này cái cha vô tình bữa đó nhậu cha cũng nói mình cũng nói thiệt con cũng mệt dữ lắm cha ơi chứ. Mà cái thời đó vui cái là uống vô chừng vài ba ly vài ba lon gì đó là rủ nhau mình với cha cao kê đó là không hiểu sao luôn mà hai cha con
với anh Khải nữa, ba người mà ca đâu mà ca đâu, bài đâu ca hay thiệt, ca hoài ta. Hồi đó mình không hiểu luôn hả anh Khải? Ừ, ca xuống. Hồi đó là không phải mình ca hả cha? Bia ca hả? Bia ca. Vô nữa hả? Tự nhiên kể lại mấy câu chuyện hồi trước đó, cái tự nhiên muốn ngồi bữa nay nhậu y gan hồi trước đó, thử nó được nhiều không hả anh Khải? Không nổi đâu. Không, hồi đó là uống cũng nhiều, khá khá lắm. Vậy sao mà nói để đảm bảo sức khỏe? Không, mình nói đâu. Thì nó cứ nói vậy đi. Cứ nói yếu thì cứ nói vậy đi. Trước cộng đồng mạng mình nói thật đi, chứ đừng có vậy. Đừng có giấu giếm. Bây giờ nếu mà anh Khải muốn em nhậu giống mà trước, anh Khải phải kéo cho em cái thùng lo nữa. Kéo nhiều vụ. Anh kéo dàn nhạc về cho dựng 3K luôn. Cái không như ngang vô cái ha, đụng cái gì không chút nữa tôi gót cái đất ngang. Giờ vô cái thì tự nhiên bữa nay vui quá. Hộp lâu lắm rồi, bữa nay nhờ cô tin mà mình ăn ngon quá ha. Bữa nay nào mệt nói nghe cha, chứ không giống như trước mới. Tại bữa nay con có chú Út anh Khải nữa, anh Khải cái này mạnh lên rồi chứ. Để con với cha giống người đó là mệt lắm mà. Uống no nghỉ. Mày ngủ nghe cha. Ly ly. Không cha, hồi nãy là cha nói hay ngủ nói vậy cha? No nghỉ rồi chưa, nói là ngủ no hay là ăn no hay là... Ăn no hả? Bún no, ly theo không. Cái này ế luôn rồi. Mày vui cháo á, uống không có nhiều ly chân á. Nói vui. À, gặp nhau á, trên video cũng vậy nữa. Nhiều khi bà con á, cũng có một số bà con thì cũng có người hiểu cảm giác cuộc sống miền Tây. Thì hay nói những cái câu chuyện vậy. Dạng kìa đó. Thì cũng có một số bà con thì cũng không thích. Thì nhưng mà tại vì mình quen rồi, mấy chú cháu mình thật sự công ăn chuyện làm thì ai cũng có hết. Thì gặp nhau mà buổi tối về làm sương sương, chứ không phải là gụ ghiền gì hết á. Này cũng vui, nãy giờ dạ, nói vui rồi mình kể vui. Những cái câu chuyện đó thôi chứ... không cái ý gì trong đây thì mình không có ý là được. Giờ về đi ha, gia đình mình mời cả nhà cũng như là dùng chung ly rượu với lại ăn mấy chén bún nữa. Rồi mình hẹn cả nhà video tiếp theo ha. 1 2 3 vô trong Út ơi. Cái một luôn. Cái này sao con sung quá Út ơi. Không sao chứ con quá sung Út ơi. Út cứ từ. Rồi gia đình mình xin hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye. Chào cả nhà.